Mình sẽ cắt cái phần nha đam này các bạn nhé, nha đam tươi này các bạn cắt, các bạn có thể làm nấu ăn hoặc là các bạn trị láng ấy, tàn nhang hoặc là bỏng ngứa các bạn dùng rất là tốt ạ. Đây là nha đam mình trồng nha, rất là nhiều, đẻ ra rất nhiều mà nha đam thì rất là tốt nhá. Chúng ta không những nấu ăn mà có tác dụng chữa bệnh mà lại còn làm cho thanh lọc không khí các bạn ạ. Đây là phóng nha đam của mình nhé. Cái loại nha đam này thì hơi bé, còn cái giống này thì nó to các bạn ạ. Đây là cây bé đấy, còn cây to thì to cực luôn. Đây, trong vườn mình trồng đấy ạ. Với khóm nha đam này thì rất là to các bạn nhé. Thì mình thường hay dùng để mình nấu chè hoặc mình nấu ăn thì mình sẽ dùng cái nha đam to này. Không có thì mình cũng vẫn lấy được. Và khi nó đẻ ra những cái nha đam con này, chúng ta có thể lấy ra để mình gây, mình trồng chỗ khác ạ. Những cái cây nha đam này các bạn có thể đem vào trong nhà nhé, để cho mình trồng ấy, để nó thanh lọc không khí các bạn ạ. Mình đem vào trong cầu thang mình trồng. Khi chúng ta mà mua nha đam hoặc mình cắt nha đam mai tươi ấy, thì các bạn làm luôn thì càng tốt nha đây ạ. Các bạn chỉ cần quét lên nhá, như tay mình ấy hoặc là trên da mặt đấy các bạn ạ, thì các bạn sẽ quét lên như thế này để nó tạo thành một lớp nha. Một lớp mà để nó làm cho nám hay tàn nhang của chúng ta sẽ không có nhé. Hoặc là các bạn có thể mình đem đi mình xay ra để mình đắp mặt lạ ạ, bỏ hết cái phần trắng của cây nha đam, cái phần xanh của nha đam đi, và các bạn xay lên, sau đó thì mình đắp vào mặt đấy ạ. Nó sẽ có một lớp mới đầu ấy thì nó nhớt, nó ướt, nhưng chỉ cần một tẹo ấy nó sẽ khô lại nhé. Và đó là một lớp mặt lạ để chúng nám tàn nhang rất là tốt đấy ạ. Và kể cả các bạn mụn, các bạn chị cũng được chị mụn được nhé. Khi chúng ta làm như thế này ấy, thì nó sẽ làm cải thiện cái tình trạng mất hơi nước của tay của chúng ta ấy. Thì nhất là cái mùa bây giờ là mùa thu ấy, nó hanh khô ấy ạ, thì cái da của chúng ta hay bị khô. Các bạn đắp vào mặt nạ và mặt đấy thì nó sẽ làm cho cái mặt của chúng ta ấy, nó giữ được độ ẩm, không bị khô nhé. Nếu mà các bạn bị bỏng phỏng tay ấy, thì khi chúng ta nấu ăn ấy, thì các bạn cũng có thể quết cái nước nha đam này vào tay chỗ bị phỏng ấy, rất là tốt. Hoặc là bị các côn trùng hay là ngứa đấy, như mình thỉnh thoảng ngứa này, mình cắt đi nha đam này, mình bôi như này, nó rất là dễ nhá. Các bạn cứ thế này thôi là chúng ta có thể tạo được cái mặt lạ cho da mặt nhé. Hoặc mình cho vào cái cối xay, các bạn xay nhuyễn lên, sau đó thì mình càng massage trên cái da này của chúng ta càng nhiều thì cái nước nám và tàn nhang nó sẽ đi hết ạ. Như kiểu nó làm cho cái mặt nạ này nó lột cái lớp da bên ngoài là đen sạm của chúng ta đi, để nó thay đổi một lớp da mới, nó bóng mịn hơn nhé. Các bạn chỉ cần để cho mình một tẹo nữa thôi thì cái lớp nha đam này nó sẽ khô lại nhé. Sau chúng ta sẽ thấy được, chung nữa các bạn sẽ nhìn thấy nó khô lại và chúng ta có một lớp màng bám ở trên. Cái nha đam mình mà làm ấy thì mặt lạ này càng tươi thì càng tốt. Các bạn cắt ra cái làm luôn như mình như thế này ạ. Mình trồng cái chậu nha đam như thế, chúng ta có thể vừa thanh lọc được không khí trong nhà mà lại vừa có nha đam để dùng nhé. Nên tại sao mà chị em phụ nữ chúng ta ấy, hay là nên dùng cái phần sữa chua nha đam ấy ạ, để cho cái sữa chua nha đam thì chúng ta ăn ấy, nó sẽ làm cho da của chúng ta đẹp hơn nhé. Các bạn, cái phần da này của mình đã bắt đầu khô rồi đấy ạ.
nên là chúng ta cứ đắp vào trên mặt đấy thật nhiều lên thì nó sẽ ấy hơn. Cái nám tàn nhang ở trên mặt của chúng ta ấy, nhất là với chị em phụ nữ ngoài 40, 30 giờ ra ấy, thì đến 40 tuổi nám tàn nhang đang xuất hiện là rất là nhiều rồi, càng về già chúng ta càng bị nám tàn nhang nhiều nhá. Mình cứ lấy thế này trực tiếp mình cho lên mặt. Các bạn massage như kiểu mình massage trên tay của mình này, cứ ấy như này, sau đó chúng ta xoa vào mặt nhá. Đấy các bạn, chỉ cần để 2-3 phút ấy, là cái phần da này của mình nó đã khô, cái lớp nha đam đã khô rồi đấy ạ. Đấy, ở chúng ta cứ massage như thế này thì da của chúng ta sẽ mềm, không bị khô nhá. Và đấy, tương tự như ở mình quay mặt ấy, thì nó không ấy được, thì cho nên là mình cứ tương tự các bạn cứ ấy như này rồi mình xoa lên mặt là chúng ta có thể được rồi. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách nha, là trị nám tàn nhang bằng nha đam rất là hiệu quả nhé. Các bạn cứ làm như vậy cho mình là chúng ta đã có một lớp mặt nạ để đắp mặt trị nám mà không mất tiền mua mà lại hiệu quả rất là tốt luôn. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.